hay người ta tụng kinh, người ta đi vào chánh niệm. Tức là giữ được cái chánh niệm, tức là tâm tập trung được rồi, tâm mà trụ ở trong kinh rồi đó, thì sự vật chung quanh chúng ta không còn biết nữa. Hãy chúng ta còn biết thì chúng ta còn kẹt ở ngũ quẩn nữa. Đây là trên bước đường tu đó, hơn nhau là chỗ đó. Cho nên có những cái buổi tối mà tôi lên chùa, tôi thấy Phật tử mình về tụng kinh Pháp Hoa, để cuốn kinh Pháp Hoa trước mặt mình đây, miệng thì tụng mà tay cầm cái quạt cứ quạt lại. Tôi nhớ lại cái lời của Tượng Trí Hữu nói, nóng thì không đốt. Thành ra những người này tụng kinh thì tụng, nhưng mà không nhiếp tâm được, không có chánh niệm. Tại cái niệm tâm là nghĩ gì? Tôi nghĩ tới nóng thôi, nghĩ tới trời nóng thôi. Thì tôi mới nói, nếu hay nóng thì thôi đừng tụng. Khi mà thấy mát thì tụng, mà thấy nóng thì tụng. Tại tôi cũng có thử rồi. Nhiều khi trời nóng như vậy đó, mà mình mặc hai ba lớp y hậu như thế này đó, mình ngồi mình tụng kinh đó, mà mình nhiếp niệm nào đó, thì mình không cảm giác nóng nữa. Cái chỗ này đó là cái chỗ quan trọng nhất. Kinh có linh nghiệm hay không là chỗ này. Cho nên người tụng kinh đó, mà nhiếp tâm được vào trong kinh đó, thì lúc bây giờ đó, từng bước người ta mới đi vào được cái gọi là pháp hoa tam muội, tức là nhập vào trong cái pháp hoa tam muội này. Thì lúc bây giờ là chúng ta mới quên mất hết cái bên ngoài. Tức là ta vượt qua cái ngũ quẩn thì ta mới tới được với Phật. Thì tới vật được với Phật này nữa thì ta mới nói đó là pháp hoa. Pháp hoa tức là Phật thừa hay nhất thừa, cái là cái này. Còn nếu mà ta tụng kinh mà ta còn cảm thấy nóng thì cái trường hợp này đó là ta vẫn còn ở bên ngoài, ở bên ngoài vòng. Chúng ta chưa được vào ở trong cái hàng tam thừa thì chắc chắn làm sao ta đi vô nhất thừa được. Tại cái hàng tam thừa đó là cái quả đầu tiên và thấp nhất ở trong đạo Phật chúng ta đó, gọi là ly sanh hỷ lạc. Mà bây giờ đó chúng ta đạt được cái sơ quả, tức là nhập được vào dòng thánh rồi nữa, thì chúng ta không còn bị bốn cái tướng gọi là hàng nhiệt chi phối nữa. Tức là chúng ta không cảm giác nóng nữa, không cảm giác nóng và không cảm giác lạnh. Cho nên khi mà sang Nhật học thì tôi tu ở bên cái tông Nhật Liên Tông, tức là chuyên Pháp Hoa nữa. Thế nên mấy thầy mà tụng kinh Pháp Hoa này đó, là thường tới cái mùa đông lạnh này đó, là người ta lên ở trên cái núi gọi là Thân Dương Sơn, nó bu sang nơi đó đó, trời tuyết phủ như vậy đó, nhưng mà ta ngồi ngoài tuyết đó, để chúng ta tụng kinh, mà thầy nào ngồi ngoài tuyết đó mà tụng kinh mà không cảm thấy lạnh và không bệnh á, thì người ta nói cái thầy này tu được này. Cho nên nó phải qua những cái thử thách như vậy thì mới biết cái người này tu được hay tu không được, người này tu thật hay tu giả. Cho nên bây giờ là thử mà đem đốt mà mình thấy nóng thì cái trường hợp này là không được rồi. Còn bị hai cái tướng nóng và lạnh chi phối mình đây. Tại vì Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là cái người mà thực tập cái này có kết quả. Khi Ngài bị lưu đày ra ngoài đảo Sa Đô đó, ai ra đó thì chết hết đó. Nhưng mà Ngài ở ngoài đó 3 năm như vậy đó, mà Ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Cho nên lúc bây giờ vua mới sợ, mới rước Ngài về trở lại. Nói Ngài là Đại Thánh Nhân đây. Đấy, cho nên cái tu nó có cái khác hơn người thường cho nó. Nếu nó có những cái thử thách đó, thì chúng ta mới biết được. Biết được đó là tu cao hay tu thấp chỗ này. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, thường các vị tổ hay nhắc chúng ta câu là vô ma khảo bất thành đại đạo. Nếu chúng ta tu đó mà chúng ta không bị ma khảo,
Cho nên ma khảo cái này gì? Nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là đe dọa. Cái trường hợp thứ hai là cám dỗ. Nếu ta không sợ đe dọa mà chúng ta không bị cám dỗ đó, thì chúng ta mới tu được. Cho nên mấy thầy mà trải qua được hai cái giai đoạn đó đó, thì biết mình có thể vào đạo được. Nên trước đây ở bên chùa Ấn Quang, Hòa Thượng Minh Thành là bạn tôi. Thành ra Hòa Thượng có một cái ông thị giả mà Hòa Thượng rất thương. Hòa Thượng nó muốn ông này tu ấy, mà cứ sợ nó hoàn tục thôi. Tại Hòa Thượng thương quá này, muốn giữ nó lại cho tôi. Thì tôi mới bày Hòa Thượng, tôi nói thì Hòa Thượng thử xem nó tu được hay không, thì phải thử mới biết. Thành ra thử bằng cách nào đây? Ở trong chùa nữa thì mình ăn uống khắc khổ, rồi thức khuya dậy sớm tụng niệm lễ bái, tức là đủ thứ việc mà khó khăn phải không? Thì bây giờ đương nhiên đó, cái người mà không sợ khó, không sợ khổ và quyết tâm tu đó, thì cái người đó có thể trưởng thành. Còn cái người đó mà sợ khó, sợ khổ và thích ăn ngon, thích ngủ kỹ đó, thì cái trường hợp này đó là ta xếp vô cái hàng giá áo tu cơm, cái hàng này ở ngoài đời cũng không dùng được đó, thì làm sao mà làm hiền, làm thánh được. Cho nên Hòa Thượng nghe lời tôi, Hòa Thượng mới thử ông đạo này thử anh. Thành bữa đó Hòa Thượng mới nhờ một cái người Phật tử tương đối là cũng khá giả, thường hay đi chùa. Cái bà này mới tới nói với ông đạo, nói ông ở đây tôi thương ông, nhưng mà tôi thấy ông cực khổ quá, ông theo thầy ông cực quá, thôi bây giờ ông về nhà tôi đi, tôi sẵn sàng nuôi cho ông đi học, nuôi cho đi học ngoài đời á. Rồi đó, nếu mà nữa lớn rồi đó, ông thành tài rồi đó, nếu ông muốn tu đó, thì ông tu. Mà ông muốn không tu đó, thì sẵn đâu ở nhà tôi đây này. Nhà tôi là nhà cao, cửa rộng, có cửa hàng rồi, ông giúp việc cho tôi cũng được rồi. Cái này cám dỗ trước đi không? Ở chùa tu thì cực khổ, bây giờ bị cám dỗ đi. Thì cái ông này đó, nghe nói như vậy rồi suy nghĩ xong rồi đó, là ông mới viết cái thơ ông để lại cho Hòa Thượng. Ông nói xin đi về quê. Thiệt ra ông xin đi về quê, nhưng mà ông lại đi tìm cái nhà của bà này. Tới cái bà này đó, bị bà này đó là bà nói cho ông. Bà nói thầy biểu tôi thử ông đó, ông có tu thiệt hay là tu giả nữa. Tôi thấy ông là giả dối rồi, thôi đi về đi. Thầy ông xin thầy ông đi về đó, thôi đi về luôn đi. Ở đây tôi không thể chấp nhận cái người mà hèn mọn như ông này. Ông ấy xấu hổ đi về. Thường chúng ta có qua những cái thử thách, rồi chúng ta mới biết được cái con người chúng ta, cái tánh của chúng ta, coi chúng ta còn bị cái tánh mà tham lam nó chi phối không. Ta còn có cái sợ hãi trước cái khó khăn nguy hiểm không. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ta vượt qua được hai cái này đó, thì ta mới thấy được cái đạo mầu nhiệm mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, muốn chia sẻ với mấy thầy mới học để biết. Cho nên cái bài kệ nãy đó nó nói, tức là hơn 60.000 từ gom lại thành 7 cuốn Kinh Pháp Hoa, nó có từ quyển 1 tới quyển 7 đó, là của Ngài Kumara Thập. Còn sau này nữa là của Ngài Đồ Nhà Đường thì dịch thêm cái nữa, gọi là Thiền Phẩm Pháp Hoa Kinh, thì nó có 8 quyển. Cái mà chúng ta tụng đây
của Hòa Thượng Thích Tịnh dịch thì cái này nó có 7 quyển. Thì trong cái 7 quyển này đó, gọi là vô biên diệu nghĩa quảng hàm tạng. Ở trong trong 7 quyển này đó, từng quyển một, từng phẩm một đó, nó có chứa đựng cái nghĩa mà rất là quan trọng của 3 đời 10 phương các đức Phật trong này đó. Chứa trong cái này đó. Chứa trong cái 7 quyển kinh Pháp Hoa này. Thì cái người đầu tiên đó, mà nhận được cái ý nghĩa này đó, là gì? Mới nói một câu là hầu trung cam lộ quyên quyên nhượng. Tại vì khi mà ta thâm nhập được cái pháp hoa tam muội rồi đó, là quý vị tụng kinh suốt từ sáng mà tới chiều tới tối, càng tụng thì cái tiếng mình nó càng thanh, có cái cảm giác như là ở trong trong cổ mình nó có cái dọc đề hồ nó mát ở trong cổ mình, không có bị khô cổ. Cho nên cái kinh nghiệm tu tôi thấy này, cho nên khi mà tôi giảng kinh á thì cũng có ly nước để bên cạnh đây. Nhưng mà khi nào tôi bắt đầu giảng kinh mà tôi giảng mà bây giờ mình nói là giảng hay á, thì trong lúc đó tôi quên cả uống nước này. Tôi uống nước nhưng mà tôi không khô cổ. Thì càng giảng á, thì cái tiếng mình càng thanh, càng giảng cái tiếng mình càng lớn á, thì cái này mình thâm nhập được này. Còn nếu mà mình giảng rồi mình thấy khô cổ, mình giảng rồi mình thấy khát nước á, thì cái này đó mình ở ngoài ngoài vòng, tức là không nhập lưu được, chưa đi vào trong Phật đạo được, còn ở vòng ngoài này. À, giống như bây giờ mấy thầy mới mới đi qua cái vòng thứ nhất là sơ khảo, phải không? Thi dưỡng giảng mới sơ khảo này, còn ở vòng ngoài đây. Mà ở vòng ngoài mà rớt rồi thì coi như hỏng rồi, phải không? Phải vô được vòng trong. Vòng trong đó là khi mà mình tụng kinh đó, tụng suốt ngày mà mình không thấy khô cổ được, thì cái trường hợp này là bước lên. Rồi nữa, khi mà tụng kinh lâu rồi nữa thì mình thêm bước nữa đó, là mấy thầy mặc y hậu như thế này nhưng mà mình không có cảm thấy nóng nữa. Không cảm thấy nóng, không cần mở quạt chứ mình không cảm thấy nóng. Ở đây thì mình ngày nay mình hiện đại quá rồi, có máy điều hòa rồi cho nên không nóng. Nhưng mà ngày xưa ở trên chùa nữa, chùa ngày xưa nó hay bít bụng hết, kín bít rồi. Mà ngồi trong đó tụng kinh như vậy đó, mà không thấy nóng, không đổ mồ hôi đó, là cái chỗ này nó là nhập diệu rồi này. Tức là tụng kinh mà nhập được diệu đó, ở đây ta gọi là diệu pháp. Còn nếu mà chưa nhập diệu đó là thô, phải không? Thô tức là mình còn ở vòng ngoài nè, mình còn kẹt vào cái thân ngũ ấm này nè. Là như vậy đó, dù có tu có bao nhiêu năm đi nữa mà còn kẹt ở trong cái ngũ ấm thân này là chết đọa thôi. Chừng nào nhập được cái diệu này đó, rồi vô biên diệu nghĩa, tìm được cái nghĩa thâm diệu bên trong này đó, thì cái trường hợp mình không cảm giác nóng nữa. Không cảm giác nóng mà không cảm giác lạnh, không có việc này. Mà cái không cảm giác này nữa mà tiến lên bước đó, mấy thầy thấy nó có cái hay là không cảm giác nóng, không cảm giác lạnh, nhưng mà mình không bệnh. Chứ còn nếu mà mình không cảm giác đó, mà mình bệnh đó, thì cái này không được. Đây cái trường hợp này tu nó khó cho nên ráng chịu, phải không? Thành cái trường hợp này đó, cái không cảm giác là do tu được, nó khác với cái ráng chịu. Ráng chịu là bệnh đó. Cho nên không cảm giác đói, cho nên mình không đói, cho nên mình không ăn. Tôi nói cái này là tâm không đói, chứ không phải đói nhưng mà ráng chịu. Thành một số thầy đó là thấy người ta không ăn chiều rồi thôi cũng ráng chịu, đói nhưng cũng ráng chịu. Thế nên ráng chịu rồi cứ nuốt nước miếng, cho nên là lét bao tử luôn, phải không? Cái này tôi hồi nhỏ có bị rồi, chứ không phải.
Thế hồi lúc mà tôi mới thọ sa di, tôi thấy trong luật không ăn chiều đấy, cho nên thôi mình không ăn. Không ăn cho nên nó đói, đói thì ráng chịu, ráng chịu thì đau bao tử. Đây cái gì? Ráng chịu nó khác. Còn trong lúc đó nó, cái cách tu của mình đó, không phải là ráng chịu, nhưng mà mình say mê được đó, ở trong giáo pháp, mình say mê được ở trong thiền định đó, thì mình sẽ không đói này, không đói này, không khát này, không lạnh này. Đây là trường hợp tu. Mấy thầy đừng ráng, hay ráng là bức, ráng là bệnh. Tại bây giờ mấy thầy tập trung vô tụng kinh mà nghĩ tới kinh không đó, không nghĩ gì hết, rồi đến mình bắt đầu mình cảm nhận được những cái diệu nghĩa sâu kín ở trong kinh đó, cho nên mình sung sướng ở trong đó đi, mình sung sướng đó. Thành ra tụng cho đến đến say mê rồi không muốn nghỉ mà. Thì như vậy đó là chắc chắn mình không cảm thấy nóng, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy đói. Tôi cũng có những cái trường hợp tôi đã gặp như thế này rồi. Cái ráng này không được. Nhưng mà trong lúc đó mình không ráng, mà mình tự nhiên mình quên mất nó đi. Cho nên chỗ này đó là mình phá được cái nghiệp, cái nghiệp mà tôi nói là tâm đói này. Thành ra tâm đói, thành ra muốn phá cái nghiệp tâm đói này đó, thì mấy thầy phải phá cái nghiệp mà mắt đói trước rồi. Phá cái nghiệp mà mũi đói trước đi. Tại vì nhiều khi mình thấy món ăn là mình nghĩ tới, mình nghĩ tới đói, tức là mình nghĩ tới đói là mình đói rồi. Mắt mình thấy món ăn nữa, tự nhiên muốn ăn nữa, mình nghĩ tới đói cho nên muốn ăn, cho nên đói. Cái này ta nói đói con mắt, đói cái tâm. Nó khác với đói cái bụng. Cho nên Đức Phật mình cái khi mà tu khổ hạnh đó, nhịn đói cho đến cái da bụng dính xương sống mà Ngài cũng không biết đói nữa. Không biết đói. Cái tâm Ngài không đói. Cho nên không nghĩ tới thức ăn là không đói nữa. Không nhìn thấy thức ăn là không không ăn nữa. Cho nên đó, đầu tiên đó, mình khắc phục cái nghiệp bên ngoài, cái tiền trần này cắt trước. Nên những người muốn thực tu đó là phải này. Cắt cái tiền trần mà thường đó, là các thiền sư hay dạy mình á, là cái người mới tu tập bế quan này. Bế quan tức là đóng năm cái cánh cửa bên ngoài chứ đừng mở ra. Tại mình cứ mở năm cái cánh cửa này ra, mình tiếp nhận cái bên ngoài, mắt mình mở ra để mình thấy thức ăn thì mình muốn ăn chứ. Thế nên mũi mình mở ra để mình nghe cái mùi thơm thì mình muốn ăn chứ, phải không? Lỗ tai mình nghe những cái âm thanh im dịu bên ngoài cho nên bắt đầu muốn nghe. Thành ra từ cái chỗ năm cái giác quan này đó mà nó làm cho cái tâm mình nó khởi lên. Cho nên bây giờ nó mình muốn cho tâm mình không khởi nữa đó, là mình đóng hết các cái giác quan này lại. Thành ra đóng bằng cách nào đây? Người ta có nhiều cách đóng đó. Thành ra tôi thấy có những người đó, ta đóng bằng cách đó. Người ta lấy bông gòn ta nhét lỗ tai lại để không nghe không? Mình đây ở kế bên là cái rạp hát Hòa Bình thì nó hát, mà mấy thầy không muốn nghe nó, thôi lấy bông gòn nhét vô tai thầy không nghe. Nhưng mà những người tu cao đó là khi mà ta không muốn nghe nữa thì dầu có âm thanh ta cũng không nghe nữa. Đây là trên cái bước đường tu đó, tôi có trải nghiệm đó, tôi thấy mình không muốn nghe cái này quan trọng chứ. Tại vì trong lòng mình muốn nghe rồi mình lóng tai nghe, cho nên mình nghe. Còn cái người đó mà trong lòng không muốn nghe, trong lòng mình không để ý, thì giờ bên cạnh mình họ có nói gì mình có nghe không? Họ nghe không? Nó có. Họ nghe cái gì? Nó không biết. Cái người tu nó có này. Cho nên lúc bây giờ mình tự nhiên mình có cái thân này nhưng mà biến thành người gỗ. Cho nên lúc mà tôi tập cái này đó, có những người bạn đồng tu cứ muốn tìm tôi để nói chuyện. Cứ nói chuyện thì cứ nói đi, tôi cứ thôi. Nghe cái gì nó cứ thôi. Nhưng mà tôi không biết gì hết. Đây là cái kinh nghiệm tu của tôi. Tại đóng năm cái giác quan này lại. Thành đóng năm giác quan này lại đó, thì ở bên này nó còn cái ý thức bên trong. Cho nên cái ý thức bên trong đó,
Thì cái trường hợp này trong ý thức của mình á, mình chỉ nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới kinh, tất cả những cái gì mình học mình tu được đó là mình sống như cái này nè. Thì từ cái chỗ đó đó mình mới nhận được những cái mà trong kinh gọi là diệu nghĩa, hàm tàng ở trong kinh. Tôi học được với các vị cao tăng là học cái này, chứ không phải là học kinh, kinh bộ đâu. Học trong cái hạnh tu của họ đó, thấy được những cái mà mình không thể thấy bằng mắt, biết được những cái điều mà không phải bằng ý thức, không phải bằng suy nghĩ. Mình học được là mình học những cái suy nghĩ thôi, học bằng ý thức thôi, biết. Nhưng bây giờ đó, mình học Phật là học bằng cái tâm thanh tịnh của mình, cho nên mình biết được những cái điều nữa mà người thường này không biết. Nên người tu đó là hơn các học giả ở chỗ này. Các học giả, các nhà nghiên cứu thì họ biết rất là nhiều, nhưng mà họ biết ở trên sách vở, chứ họ không có biết ở trên cái chỗ tu chứng, cái chuyện tu hành của mình. Cho nên ở ngoài họ nhìn là thấy khác, họ thấy được cái khác chỗ này đó, là trên bước đường tu đó. Làm sao mà tìm được cái nghĩa vô biên ở trong này? Nghĩa vô biên nằm ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa này đó. Cho nên đây ta mới thấy được cái nghĩa nó gì, gọi là vô lượng nghĩa. Cho nên tôi thì nhận được bộ kinh Pháp Hoa từ năm tôi 12 tuổi, mà năm nay tôi 81 tuổi rồi. Thành ra trong đời tôi đó, nếu mà nói trì kinh đó, là mỗi một ngày tôi thấy cái khác nhau, mỗi một năm tôi thấy cái khác nhau. Vì vậy đó, mà nếu nói tôi giảng kinh Pháp Hoa đó, thì cho tới năm nay ít nhất là tôi giảng kinh Pháp Hoa trên 40 năm rồi. Nhưng mà tôi vẫn còn giảng được và vẫn còn có người nghe cái chỗ này là gì á? Tôi cứ thấy những cái màu nhiệm ở trong bộ kinh này đem ra. Cho nên ở chỗ này tôi mới hiểu được cái nghĩa của nó này. Đây người trước người ta biết được, cho nên ta nói với mình là vô lượng nghĩa, có nghĩa nhiều lắm. Ở trong này có hàm chứa những cái nghĩa nhiều lắm, cho nên người tu phải cố gắng tìm cái này đi. Thì từ chỗ này chúng ta mới thâm nhập Phật quê được. Còn không thì chúng ta cứ ở vòng ngoài thôi. Ở vòng ngoài thì coi như là cả đời tu chúng ta nó không được gì hết. Thì hầu trung cam lộ quy nguyên nhận, tức là ở trong cái cổ mình á, trong cái cổ mình á, tụng kinh suốt cả ngày nhưng mà vẫn thấy không khát nước, thấy nó vẫn mát, như là mình ăn được cái giọt đề hồ đó. Cái giọt đề hồ không thấy khát nước mà không thấy đói. Cái này nói thật với mấy thầy đó, tôi là tại vì tôi trì kinh Pháp Hoa lâu, cho nên từ cái chỗ này đó, vì không có thấy khát nước cho nên tôi không uống nước. Tôi không uống nước, tôi ít uống nước lắm. Cho nên khi mà ít uống nước rồi đến cái mà không uống nước, tại nó có khát đâu mình uống, nên mình mất tụng kinh mình không thấy khát nước cho nên không uống. Thành không uống tới cuối cùng nữa, lớn tuổi rồi đi bác sĩ, thì bác sĩ mới nói ít nhất mỗi ngày thầy phải uống 2 lít nước đi, để cho nó máu nó mới lưu thông được, nó mới thải được cái chất độc ra. Thì bây giờ tôi phải uống nước vô để cho nó thải độc ra, phải không? Thì thầy tôi mới nói là nếu hay trong người mình mà thấy còn độc thì cứ uống vô để thải, phải không? Nhưng mà thấy không có độc thì thôi khỏi uống. Thành ra không uống mà không khát, không uống mà không bệnh thì sao? Thì thôi khỏi uống. Cho nên cái điều này là cái điều đặc biệt ở trên bước đường tu đó. Tại mấy thầy thấy khát mà mấy thầy không uống đó, thì cái trường hợp này nó là bệnh. Nhưng mà không thấy khát mà mấy thầy vẫn uống đó, thì cái này cũng bệnh, phải không? Cho nên không khát thì thôi uống chứ. Thành ra tôi đó là thấy không, cái là khi mà tôi không khát nước á, tôi không uống nước á, nhiều khi tôi làm việc suốt cả ngày mà tôi không ra mồ hôi. Tại người mình không ra mồ hôi
mình cũng khỏi phải phải đi vệ sinh. Thì cái trường hợp này đó, tôi thấy không uống nước có lợi cái này chứ, khỏi mất công đi đó, đi ngoài đó. Rồi cũng khỏi ra mồ hôi, phải không? Cho nên mình khỏi có hôi dơ. Cho nên ban đầu mấy thầy uống nước nhiều đó, lên tụng thờ kinh xong rồi xuống nhìn thấy cởi áo ra là y áo ướt đẫm hết, có những người ướt ra tới bề ngoài nữa. Nhưng mà tu một thời gian sau rồi, nếu mình không uống nước mà trời nóng đó, mà đi lên tụng kinh xong rồi xuống áo y vẫn khô hết đó, thì cái này mình biết đó, mình không bị cái này đâu, không bị thoát mồ hôi. Đây là cái trường hợp trên nước được tu. Mà nếu trong người mình còn nhiều chất độc đó, độc tố đó, độc tố tại mình ăn tầm bậy vô cho nên độc đó, cho nên cần phải thải, không thải ra được thì chết. Nhưng bây giờ mình ăn ít và ăn những cái không độc đó, thì cần thải chứ. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta nói, không nên ăn quá nhiều, không nên ăn quá ít. Ăn quá nhiều là phải thải đây, ăn quá ít thì thiếu đây. Và cũng không nên ăn những cái chất ăn mà độc. Cho nên cái này nè, tôi ngày nay đó là thường thường tôi ít có ăn cái đồ chế biến. Thành ra mấy đồ chế biến sẵn của Đài Loan hay là của bên, bên Âu Lạc gì đó thì cái này tôi ngại ăn lắm. Tay này có độc này. Cho nên cái này có độc, cho nên mình ăn vô nữa là mình phải thải. Mà không thải ra thì ở trong người mình nó tích trữ lâu ngày nữa, nó thành bệnh, nó thành bệnh. Đây. Cho nên mình ăn vừa và loại bỏ các cái độc. Cho nên ở đây tôi cũng nói tất cả các Phật tử nữa. Ở đây tôi nói là ở trường hạ chùa Dược Nam Quốc Tự này nữa, thì mình không có nhận cái Phật phẩm vật mà cúng dường. Thầy tôi ngại cái này nữa là quý vị mua mấy cái đồ chế biến này, nó có nhiều cái độc tố, đem cho mấy thầy ăn là mấy thầy trúng độc hết rồi. Rồi đó là ăn nhầm thuốc trừ sâu phân hóa học vô đây đó, là trong người chứa đầy chất độc hết. Thấy ông nào cũng mập mạp hết, nhưng mà ông nào cũng bệnh hết, cái này hỏng. Cho nên đây là bắt buộc là mình ăn, đây là ăn rau sạch này. Ăn rau sạch. Có thể là thức ăn mình không ngon giống như ở ngoài các cửa hàng, nhưng mà ổn định nhất á, là mình tu một tháng rồi mà tôi thấy cái số người bệnh hoạn không có. Đây là cái này là cái tín hiệu đáng mừng này. Thành ra mấy thầy cố gắng tu hành để lần lần mình vượt qua cái bước đầu á, mình đã vượt qua được một tháng rồi đó. Thì tôi nghĩ tháng thứ hai, tháng thứ ba này nó sẽ bắt đầu dễ cho mình. Thế nên mình không có khó nữa. Tại kinh nghiệm tôi đó thì cái hạ đầu tiên và cái tháng thứ nhất này nó là gai go nhất. Tại mình ở ngoài tự do quen rồi, bây giờ ép vô cái khuôn cái mình thấy nó tù túng quá. Đôi khi nó ngã bệnh. Bệnh này hai thứ bệnh này, tâm bệnh rồi thân bệnh đó. Nhưng mà một tháng mình tu được rồi đó thì lần lần mình quen đi, cho nên đó, cái thân mình nó cũng quen, cái tâm mình nó cũng quen. Qua tháng thứ hai là dễ chịu, qua tháng thứ ba thì coi như là mình khỏe mạnh rồi đó. Thì lúc bây giờ đó mình đi sâu vào trong cái diệu nghĩa của Đức Phật để mình tu, mình đạt được khổ nội đề hồ trích trích lương đó. Tức là ở trong miệng mình á, trong miệng mình á, nó giống như là mình được ăn cái vị đề hồ. Ăn cái vị đề hồ tức là cái vị mà bổ dưỡng nhất. Cho nên á, mình tụng kinh suốt cả ngày mình không ăn gì hết mà mình không thấy đói nữa. Còn cái người mà họ chưa thực tu á, hay là tu chưa được á, thì thôi tụng một thời kinh tiếng hồ hay nửa tiếng hồ cái cảm thấy đói, cảm thấy mệt, ra ngoài kiếm cái gì ăn nghĩ đã không. Cái này mình ăn được cái chất đề hồ, ăn được chất đề hồ, cái này là gì? Tức là cái pháp hỷ thực của mình này. Tại người tu nó là phải tập cho được hai cái món ăn tinh thần của mình đó, là thiền diệt và pháp hỷ. Tức là cái vui ở trong tự tâm của mình, cái vui ở trong giáo pháp này.
mà có cái này nữa thì nó thay cho cái ăn, cái món ăn tinh thần, cái này rất là quan trọng. Mà cái tâm không bệnh thì tự nhiên cái thân mình cũng khỏe thôi. Tại vì cái nguồn gốc của bệnh thì Đức Phật dạy mình cái tâm, cái nghiệp. Nhưng mà người tu xá cái nghiệp rồi nữa thì cái trường hợp này nữa, cái bệnh của thân nó nhẹ hẳn này. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó không cảm thấy đói nữa, mình không thấy cần thấy ăn nữa. Mà ăn cái vị đề hồ này đó, thì nó khỏe cho mình. Còn ăn thức ăn ở ngoài đó thì coi chừng dễ trúng độc. Bạch Ngọc Sĩ Biên Lưu Xá Lợi. Cái này để người ta muốn nói cái gì? Ngày nay mình còn trở lại ở bên bên Tích Lan, nó còn cái là đăng Phật đó. Tức là Đức Phật khi nhập diệt rồi, thiêu rồi đó, thì cái nó còn trở lại là cái răng ta để ta thờ đó. Ta để cái răng của Đức Phật đó, ta thờ. Thành ra bây giờ trên thế giới mình chỉ còn có một cái răng Phật duy nhất, đó là thờ bên Tích Lan thôi. Thờ bên Tích Lan. Cái răng Phật cái này là duy nhất, đó là con của vua A Dục đem xây tháp ở bên Tích Lan, bây giờ còn cái răng duy nhất. Bảo là Đức Phật đó, cái khi mà nhập diệt rồi đó, thì quý vị biết đó, là trước khi Đức Phật vào Niết Bàn đó, thì thiên ma có xuống thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì Đức Phật hứa là 3 tháng nữa sẽ nhập Niết Bàn, phải không? Rồi sau 3 tháng an cư, Ngài tới cái Kautina đó, ở trong cái Sa La Sông Thọ đó, Ngài nhập Niết Bàn. Rồi làm để trà tỳ xong rồi đó, thì cái trường hợp đó nó là còn lại có một cái răng này, phải không? Đức Phật tới 32 cái răng lận, nhưng mà còn lại có một cái răng duy nhất, cái răng nanh đó, răng to đó còn lại. Mấy răng kia đó mất hết rồi. Thành ta nói ba cái răng hàm còn lại đó là thiên ma thỉnh về trển rồi. Đây là cái trường hợp đó. Thành còn cái duy nhất để cho trần gian mình đó. Thành nên giờ còn cái chùa răng ở bên Tích Lan đó là cái này. Cho nên đó, chính đó, khi mà đốt cháy hết rồi đó, nhưng mà cái răng này nó tự nhiên nó sáng lên, trở thành cái Xá Lợi, Lưu Xá Lợi, để lại cái viên Xá Lợi cho mình là cái răng Đức Phật còn. Còn Phật giáo Việt Nam mình nữa, có cái đặc biệt đó, là Hòa Thượng Quán Đức khi chết để lại cho mình trái tim. Đây trái tim Hòa Thượng Quán Đức đó, tôi có thấy là khi đốt như vậy đó, mà đốt nhiều lần nữa, nhưng mà quả tim trong cái trái tim đó, nó cứ ứa máu là cho nó không cháy. Cái lạ này. Cho nên là quả tim Ngài còn. Rồi mấy thầy mới để trong cái tháp đó. Sau này sợ người ta đánh cắp cho nên mới gửi qua ngân hàng của Pháp. Rồi giải phóng xong rồi nữa thì lấy gửi qua bên cái chỗ ngân hàng nhà nước. Bây giờ ở dưới cái chỗ mà ngay cái đường hầm Thủ Thiêm, cái ngân hàng nhà nước đó. Cái quả tim Hòa Thượng thờ trong đó, có để cái phòng thờ đàng hoàng. Cứ tới cái ngày mà Hòa Thượng tự thiêu đó, thì mấy thầy trong hội đồng trị sự được tới đó để tụng kinh và đốt nhang ở đây. Cái bữa 20, bữa mình hội thảo đây đó, thì tôi có dẫn đầu cái đoàn của Phật giáo Việt Nam mình đi vô đó để chiêm bái cái quả tim của Hòa Thượng Quán Đức. Cái này nó có những cái lạ, cho nên đó, cái người tu thiệt họ có một cái lạ. Thì cái lạ này đó là mấy em thấy Hòa Thượng Quán Đức đó, mình thấy cái hình đây này. Cái này hồi đó tôi thấy tận mắt chứ không phải là thấy hình. Lửa cháy như vậy mà Hòa Thượng ngồi yên như vậy không? Hồi nãy tôi hỏi Hòa Thượng Trí Hữu nóng không? Hòa Thượng không nóng, không nóng, nóng thì không đốt. Bây giờ để cái này Hòa Thượng Quán Đức lại nói thêm cái nữa, ngồi trong lửa mà không có nóng. Chứ nếu nóng là chạy, phải không? Đấy. Nên sau này tôi thấy có những người khác đó, cũng tự thiêu, mà vì bực tức cái gì đó rồi tự thiêu, phải không? Tự thiêu. Thì cái trường hợp này đó, nóng quá. Cái khi mà
ngồi xuống á, rồi cái là niệm Phật rồi cũng châm lửa đốt rồi, bắt chước vào thượng đức, đốt mà nóng quá đứng dậy chạy, chạy như cái đuốc. Cái này ở chùa Ứng Quang mình á, hồi cái thời tranh đấu Phật giáo có. Cái này do cái công phu tu hành mà nó thành cái này nè. Mà khi cháy rồi nữa, hòa thượng còn ngồi như cục than vậy, cũng vẫn ngồi yên vậy chứ. Nên là thông thường tôi thấy có lạ là con người ta cái khi mà thiêu đó, thì cái trường hợp đấy tự nhiên nó co giật, nó co giật. Nhưng mà bây giờ đó, cái thân hòa thượng ngồi yên vững như vậy, lửa cháy cho tới tàn lửa đó, mà hòa thượng vẫn ngồi như cái ở trong định vậy, trong giống như mình ngồi thiền đó, như cục than vậy đó. Đó thì tới cái cuối cùng đó thì mình nhìn mình thấy sao, tôi nhìn tôi thấy ở cái đầu của thượng gật xuống đó, tưởng đâu là của thượng chưa chết phải không, tự nhiên đó, cái trường hợp đó của thượng gật xuống giống như của thượng chào mình vậy, của thượng ngất lên, gật xuống ngất lên như vậy đó. Tới cái thứ ba đó của thượng mới ngã ra, thì mấy thầy mới rước đem về chùa Xá Lợi. Cái này tôi chính mắt thấy đó. Cho nên từ cái chỗ này đó, mình thấy tu nó có những cái linh nghiệm thiệt. Mà tu thiệt đó, thì nó có cái linh nghiệm thiệt. Cho nên các thầy cố gắng rồi mấy thầy sẽ thấy chứng nghiệm cái này. Hồng Liên thiệt thượng phóng hào quang là cái gì? Tức là Ngài Cửu Ma La Thập đó, khi Ngài dịch cái bộ Kinh Pháp Hoa này đó, Ngài có nói một câu: nếu mà cái này, bộ kinh này mà tôi dịch sai ý của Đức Phật á, thì khi mà tôi chết rồi đó, mấy thầy đem đốt á, thì cái lưỡi tôi á, nó cháy. Nhưng mà nếu tôi á, mà dịch cái này đúng với ý của Phật á, thì cái lưỡi tôi còn để lại cho đời sau. Cái này lời nguyện của Ngài Cửu Ma La Thập. Cho nên khi mà Ngài chết, người ta đưa lên giàn quả đốt rồi. Đốt rồi toàn thân Ngài cháy hết. Nhưng mà cái lưỡi Ngài nó cũng giống như quả tim của Thượng Đức, nó còn nguyên vậy đó. Nó cong lên như cánh sen vậy đó. Cho nên ta bảo là thiệt thượng phóng hào quang lên này. Ở trên cái lưỡi nhưng mà phóng hào quang. Thấy nó còn nguyên, nó cong lên như cái cánh sen hồng vậy, cái lưỡi mình màu hồng phải không? Thành nó công là nó uống như cánh sen vậy. Cho nên đó, cái này đó, thì người ta coi như là hòa thượng Ngài Cửu Ma La Thập là dịch đúng cái ý của Đức Phật. Cho nên từ đó mà người ta lại tôn thờ cái bộ Kinh Pháp Hoa mà của Ngài Cửu Ma La Thập dịch, người ta tụng. Giả nhiêu tạo tội quá sơn nhạc, bất tu diệu pháp lưỡng tam hạt. Dù cái người mà có tạo bao nhiêu tội ác đi nữa đó, mà ngộ được yếu chỉ Kinh Pháp Hoa thì coi như là tất cả tội đều tiêu hết. Đó, tội đều tiêu. Đây là trên bước đường tu. Thế nên tất cả các tội tiêu hết chứ. Cho nên ta ca ngợi Kinh Pháp Hoa là cái bài này đó, để người ta tụng. Đó là cái khởi đầu mà khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa đó. Thế là tôi đọc cái bài kệ này, nó làm cho cái niềm tin của tôi đối với kinh này tăng lên. Thế nên nó tăng lên nhiều. Rồi từ cái chỗ đó đó, mà cứ mỗi lần mình tụng đó, là mình thấy ở trong kinh đó, nó có những cái điều mà hay. Rồi mình ứng dụng trong cuộc sống mình thấy có kết quả. Mà khi có kết quả đó, thì muốn chia sẻ với những người khác. Thế nên chia sẻ cho người khác. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó, đầu tiên đó, quý vị tụng Kinh Pháp Hoa thì nên nhớ cái chỗ này. Nên nhớ cái chỗ này là tu. Nếu mà mình đó, tụng đó, mà suốt ngày hay suốt đời đó, mà mình không thâm nhập được đó, cái chỗ diệu nghĩa này đó, thì coi như mình mất trắng, mình không có gì hết. Nên là có những người tôi thấy họ tụng kinh, tụng suốt ngày đó, mà tụng suốt đời nữa, mà tới chừng chết không thấy ra sao hết. Nên tôi có người bạn cũng chuyên tụng Kinh Pháp Hoa nè.
Mà ông này chuyên tụng kinh Pháp Hoa đó thì ông nghĩ tại vì ở trong kinh Pháp Hoa có nói một cái đó, nếu mà ai mà phỉ báng cái người trì kinh Pháp Hoa đó là tội nặng lắm, tội còn nặng hơn là phỉ báng chư Phật nữa, cái tội nặng lắm. Thì ông tụng kinh Pháp Hoa, ông cứ nghĩ là ông tụng cái này không ai dám động ông hết nữa. Không ai dám động ông hết. Thì cái trường hợp đó đó, ông nghĩ vậy đó, ông tụng kinh để mà được cái gì cao quý mà không ai dám động mình á, động mình là tội. Thành ra bữa đó ông mới gặp tôi, ông gặp tôi nữa, ông mới nói là tôi tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó. Nói thôi, tôi tụng được 1000 bộ kinh nữa, thầy tụng được mấy bộ? Thì tôi mới nói nè, tôi chưa tụng được bộ nào hết á. Thầy tôi chưa tụng nữa. Tụng 1000 bộ nữa, quý vị nghĩ sao? Thì tôi nói, ôi sao tôi nhìn thầy, tôi thấy thầy tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa mà tôi không thấy có chữ nào là Pháp Hoa hết vậy. Ông mà nói giận mình, ông nói thầy động tới tôi là thầy chết đó, biết không? Động tới tôi là chết đó. Tại ông nghĩ vậy đó, tại ông tụng 1000 bộ kinh rồi, chắc chắn là bảo đảm rồi, cho nên ai đụng tới ông là chết. Thì tôi nói ông chưa có chữ nào Pháp Hoa hết đó. Đây là cái điểm quan trọng đó. Là tại vì đó, ngài Trí Giả Đại Sư đó giảng suốt 3 tháng mùa hạ mà có một chữ diệu thôi mà giảng chưa hết chữ diệu, mà ông thì tụng 1000 bộ rồi. Tôi nói chưa có được một chữ, tức là tôi không thấy có cái nào mà mầu nhiệm ở trong cuộc sống của ông hết. Mà ông nói ông tụng gì, ít nhất cũng được một cái chứ, phải không? Phải được một cái. Đây là trên bước đường tu để mày thấy đấy. Cái kinh Pháp Hoa là trong cuộc sống của mình nó phải có một cái gì mà mình coi như đây mình thấy là mầu nhiệm. Tại là ít nhất đi nữa nè, người ta bỏ đói mình cả ngày hay là cả tuần đi nữa mà mình không sao hết đấy. Thì đây này thấy được cái mầu nhiệm đấy chứ. Thành ra trên bước đường tu nó phải có một cái gì đó, phải không? Thì mới gọi là Pháp Hoa, tức là phải có cái mầu nhiệm. Mầu nhiệm chỗ này là chữ diệu đó. Chữ diệu đầu tiên mà ngài Cư Ba Thập dịch đó là chữ diệu. Thành ra trong cái lúc đó đó, thì cái trường hợp đó, bên Chánh Pháp Hoa Kinh thì dùng chữ chánh, còn ngài này dùng chữ diệu. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư thấy chữ diệu này hay hơn chữ chánh. Tại nó phải có một cái gì đó trong cuộc sống. Tại bây giờ mấy thầy phải thể hiện được cái gì trong cuộc sống đó, thì tôi đã có được một cái. Tại nên Hòa Thượng Quảng Đức ngồi trong lửa cháy như vậy mà không nóng đó, tôi đã Hòa Thượng được một phần. Đây lạ đây, kỳ diệu đây. Thành ra đốt rồi đó, mà trái tim cũng không cháy để lại đó, cái này là diệu đây. Cho nên khi sang Nhật học, ông viện trưởng viện đại học Rissô, ông mới gọi tôi lên, ông hỏi chuyện này nè, ông có thiệt không? Ông sợ mình giả phải không? Đó, ông hỏi tôi nói cái này thiệt chứ. Đó, thì ông nói là diệu đó. Cho nên kinh Pháp Hoa là diệu là chỗ đó, đó. Tức là khác hơn người khác không có. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bị đài ra ngoài đảo Sa Đô 3 năm, ngoài đó không chết, diệu đó. Đây là trường hợp này. Đôi khi mà ngài đó đem ra pháp trường để chém đầu nữa, mà không biết cái đầu ngài cứng tới mức nào mà chém xuống mà cái gươm gãy làm 3 khúc mà. Người ta sợ chứ, diệu đó. Đây là trên bước đường tu ta có một cái gì lạ khác hơn. Tức là nhịn đói không chết, phải không? Chém cũng không chết. Nó có những cái lạ. Thì trong bước đường tu của mình, mấy thầy cứ khám phá từng cái một. Rồi cái nào mình được, cái nào mình chưa được. Thì đây là khám phá cái chữ diệu của kinh thôi, chứ chưa nói tới các cái khác. Là trên bước đường tu, ta diệu pháp nó rất là quan trọng. Nó ở trong cái thế giới mà của chư Phật, chứ không phải thế giới phàm phu. Phàm phu thì không có cái này. Cho nên ở trên bước đường tu đó, là đầu tiên đó là mình tụng kinh. Thì cái này mới có một cái đó, tôi gọi là
tụng cái kinh văn. Cái bước ban đầu đó thì tụng kinh văn, rồi từ cái kinh văn này đó mình mới thâm nhập vào diệu lý, tên là diệu nghĩa. Thế nó vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng nằm ở trong cái bộ kinh này nè. Nhưng mà ta chỉ cứ đọc kinh văn không á thì cái này không được, phải thấy được. Tại Đức Phật nói là giáo pháp là ngón tay chỉ mặt trăng mà, nương theo giáo pháp để thấy mặt trăng, phải không? Nó là cái bản đồ, cái bản đồ để chỉ đường ta đi. Nhưng mà ta cứ tối ngày cứ đem khoe cái bản đồ không đó, thì ta được cái gì? Cho nên nhìn bản đồ xong rồi chúng ta phải đi, từng bước đó chúng ta đi thì chúng ta mới có tới được chứ. Cái đạo Phật chúng ta là cái đạo phải tu và phải chứng, chứ không cái đạo để tranh cãi hơn thua giống như ngoài đạo. Nó khác thế này, nó không phải là môn triết học đó, cho nên không có cãi. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà hơn nhau là cái chỗ tu chứng này, nhìn thấy được cái bản đồ. Tôi coi như Kinh Pháp Hoa đây là cái bản đồ. Và mình coi bản đồ xong rồi mình từ từ mình đi. Đi cái này là đi đâu? Đi từ cái quả dự lưu này, đi từ sơ quả này mà đi đến lần lần tới cuối bản đồ này, tới Phật quả này. Tức là tới đây mình gặp Phật đây, thì coi như là cuối cùng. Đây là cái đường đi của mình. Cho nên mỗi một lần mình đọc kinh thì mình khám phá ra một cái điều vi diệu trong này, rồi ở từng bước đó mình mới đi lên. Cho nên như vậy đó, ai thực hiện được thì trong cái đời tu của họ có tiến bộ, có tiến bộ đi lên. Còn ai đó mà cứ chấp vào văn từ đó thì ở tại chỗ này. Cho nên có người mà chấp đó, thì tôi thấy nghe nó đốt một ngón tay đó, thì cái trường hợp này trong Kinh Pháp Hoa nó đốt một ngón tay cúng Phật thì phước nhiều lắm đó. Thế nên ngày xưa tôi cũng có một cái ông bạn đó, đồng tu, thấy Hòa Thượng Trí Hữu đốt và thấy Hòa Thượng Trí Tịnh đốt đó, thì cũng bắt chước đốt không? Ông đưa ngón tay lên ông đốt mà. Ông đốt đó, nhưng mà nó nóng quá đó, ông rung rung ông giật rồi. Thành ra tới cuối cùng nữa là đốt cũng không có cháy cho hết được. Rồi đó là phải chữa lại cho nó lành chứ. Thấy, chữa lại cho nó lành. Thành ra ngón tay có tật rồi. Đây, cái trường hợp đốt rồi để thành là tàn tật đó này không. Thì ông này sao cũng hoàn tục thôi, không tu được. Đây là ông bạn đồng tu thôi. Cho nên nó nhớ cái lời của Thượng Tri Hữu dạy, nóng là không đốt này. Khi nào nhập được tam muội thì mình vượt ra ngoài ngũ ấm. Vượt ra ngoài ngũ ấm đó, thì cái này đốt cái thân ngũ ấm, chứ không phải đốt cái tâm mình được. Còn kẹt ngũ ấm đó, còn kẹt ngũ ấm đó, tức là mình kẹt ở trong cái thân tứ đại này. Cho nên cái thân tứ đại này đó, mình mới có cái cảm thọ. Có cái cảm thọ nóng, lạnh, hay cái này không? Nhưng mà vượt qua cái cảm thọ thì mình không có cái trạng thái tâm nóng, lạnh nữa. Cái thọ quẩn cắt đi. Cắt được thọ quẩn là không thấy lạnh, nóng này. Cái này mới có cái bước đầu thôi nữa. Nhưng mà đi vào tâm mình nữa, còn cái tưởng quẩn nữa. Phải phá được cái tưởng nữa chứ. Cái này cái vọng tưởng điên đảo cái này còn nữa. Cho nên nó từ con người mà đi tới quả vị Phật á, là mình vượt qua nhiều chặng đường lắm, rất là khó khăn. Mà trên mỗi chặng đường như vậy đó, mình gặp không biết bao nhiêu là ma chướng. Nếu không vượt được á, thì cái trường hợp này coi như là không. Đấy. Cho nên á, người ta viết cái bộ truyện Tây Du Ký, người ta nói ông Tam Tạng đi đó, phải không? Đó là trải qua 81 cái nạn, gặp 81 cái nạn mà vượt qua hết cái này nữa thì mới thành chánh quả. Thì đây thực ra ta muốn nói là nó cái đó, muốn chỉ cho mình. Mà mấy cái nạn này nó nằm ở trong cái ảo, trong cái ảo giác ma nữa. Cho nên cái gì rồi mấy thầy vượt được rồi, mấy thầy qua thấy nó nhẹ nhàng và nó tầm thường, không có gì. Nó là ảo, nằm ở trong cái tưởng thôi, trong cái tưởng quẩn thôi. Thì tới chừng đó mình thấy phá được cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn đó, thì cái này tương đối là trên đường tu mình có tiến bộ rồi đó. Thì cái con người đó còn không còn bị cái phiền não thế tục quấy rầy nữa, không còn bị cái này nữa. Đó là trên bước đường tu.